Nhà em có cây ngọc bút, cánh kép, hàng thoát thân cực đẹp luôn. Đây em quay như này để cho các anh chị nhìn thấy cái tổng thể của cái cây. Sau đấy thì em sẽ quay vào chi tiết. Cái chiều cao của cái cây này thì cao khoảng tầm 1m4. Và cái đường kính tán của nó thì 1m5 thoải mái luôn ạ. Nó có một gốc là chia làm đôi như này. Gốc to lắm ạ. Đây, cái đường kính của cái gốc nó hơn cả 3 đốt ngón tay của em. Chắc nó phải tầm được 8cm nếu mà đo cái đường kính này. Cái rễ của nó nổi lên cũng khá là đẹp. Chia làm hai thân như này ạ. Một cái bên này thì nó phải được tầm 4cm. Bên này cũng được gần 4cm ạ. Đây ạ, hoa của nó đây ạ. Bông cánh kép cực đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua nhé, xin vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ nhé. Cảm ơn bạn nhiều ạ.